Hello, các bạn coi là chưa? Dạ rồi ạ. Ok, cảm ơn bạn Tú. Mình thấy các bạn bạn Tú là nghiêm túc nhất ha. Rồi, bạn đã làm cái xong bài 2.4 chưa? Có làm được không? Coi được kết quả mà không biết đúng hay không thì Không quan trọng ha, cứ làm trước đi đã. Rồi, cái bài này yêu cầu là tìm cái moment khởi động. Thì mình xuất phát từ công thức tổng quát ha. Moment bằng k phi nhân với y, t bằng k phi nhân với y. Thì moment khởi động thì sẽ là k phi nhân với y khởi động. Thì thứ nhất là đi tìm cái y khởi động. Không, y khởi động là khi mà cho cái tốc độ bằng không, đó thì lại quay lại cái nhân cơ cái từ nối tiếp. Rồi, đây là cái từ nối tiếp, dòng điện phản ứng này. Rồi, dòng khởi động đây. Tức là khi khởi động là khi cái tốc độ bằng không, nhiều hơn tốc độ bằng không thì cái sức điện động bằng không, sức điện động phản ứng tạo ra bằng không, sức điện động tạo cái sức điện động phản ứng là cái mà tạo ra sau khi động cơ nó quay, cái sau khi cái rotor nó quay thì mới tạo được cái sức điện động phản ứng. Và hiện tại cái thời điểm khởi động tức là rotor nó chưa quay về thì tức là e bằng không. Thì các bạn thấy thay vào cái công thức tổng quát thì cái chỗ đó mình sẽ được là e bằng không, ở đây thì mình sẽ tìm được là cái dòng khởi động, đúng không? Đó, sẽ được dòng khởi động vt chia cho e ra cũng như thế. Đề bài đây đã cho vt rồi, e ra rf rồi, đơn giản đúng không? Mình được là dòng khởi động. Rồi cái vấn đề tiếp theo là đi tìm cái hệ số k phi, đúng không? K phi thì mình sẽ tìm dựa vào cái gì? Đó, đề bài đây không cho moment, đó không cho moment, đang yêu cầu đi tìm moment mà. Do đó không thể tìm cái k phi theo moment được. Vậy thì mình chỉ còn làm một cái công thức đi tìm cái k phi này dựa vào cái sức di động phản ứng thôi, cái EA. Bởi vì sao? Vì ở đây đề bài có cho cái liên quan đến tốc độ và có cho tốc độ, vậy thì mình sẽ dựa vào cái đó. Mình thấy mình lại phải quay lại công thức tổng quát này. Là công thức tổng quát đây, không? Hàm số k phi nó vừa phụ thuộc vào sức động cảm ứng, vừa phụ thuộc có trong cái công thức của tính sức động cảm ứng, có trong công thức tính moment. Vậy thì bạn hãy quay lại công thức cái này e bằng k phi nhân với omega. Vậy thì bây giờ đi tìm, cố gắng là đi tìm k phi omega để bài cho rồi. Và muốn tìm k phi thì phải tìm cái a, phải tìm cái a. Vậy thì phải tìm thông qua cái chuyện trường hợp khác, đúng không? Đó, đề bài cho một cái chi tiết ở chỗ này, đúng không? EA dòng điện phản ứng khi đầy tải là 10 ampere. Vậy thì dựa vào công thức chỗ này, tức là ở chế độ đầy tải, chế độ bình thường thì IA bằng VT trừ DEA nhân cho RA cộng với RF. Vậy thì từ đây tìm được cái EA, không? Sức điện động phản ứng đơn giản thôi mà. RA với RF có rồi, IA khi đầy tải, được chưa? Vậy thì lúc này tìm suy ra được KaPhi, đơn giản mà. KaPhi thì bằng EA chia cho omega, không? Suy ra đây tìm được KaPhi rồi, tìm được KaPhi rồi thì quay lại đây tìm lại được cái moment khởi động, đúng không? IST, y khởi động nó có rồi, đây, có k phi. Các bạn đã có tính ra được công thức giống như vậy không? Đa số giống như vậy không? Dạ thầy, chỗ 60 chia 2 pi bằng bằng 30 chia pi chứ thầy. Đâu rồi, chỗ nào? Chỗ k phi bằng 30 pi á. À đúng đúng rồi, thầy như là thầy sai đó. Cảm ơn bạn Duy, chúng ta là cũng đó, các bạn thấy tính toán sai là chuyện bình thường ha. Thầy đến thầy thay số mà vẫn còn sai mà. Ok, để thầy sửa lại cái chỗ này. Rồi, vậy thì các bạn sửa lại cho nó là 30 chia cho pi đúng không? Chứ không phải là 30 nhân với pi. Vậy thì sẽ là 1800 chia cho pi ha, chứ không phải nhân. Các bạn sửa lại cho đó cho thầy nha. Rồi. Ok, cảm ơn bạn Duy. Rồi mình thì ba cái bốn cái bài này thì cơ bản là dễ, tức là cái hệ truyền động của mình là động cơ đến tải đến đấy thôi, gần như là chỉ tính các cái thông số thôi. Rồi cái bài số 5 là cái từ hỗn hợp thì cũng cơ bản cũng giống như vậy ha. Rồi cái dạng bài của mình tiếp theo nó sẽ là cái bài về 2.6, thầy sẽ giải các bạn bài 2.6. bài 2.6 nó sẽ khó hơn một chút xíu nhưng mà về cơ bản nó cũng không khó. Rồi các bạn xem thử cái bài 2.6 ha. Cho một động cơ DC kích từ độc lập, đó, 220V,
không nói gì hết thì các bạn hiểu đó là VT, đúng không? 1.500 vòng trên phút thì đó là động cơ, tốc độ của động cơ. Dòng điện phản ứng 11,6 A, điện trở phản ứng 2 ohm. À, cái đó là khác biệt nè. Động cơ được cấp nguồn từ bộ chỉnh lưu cầu một pha, à, cầu SCR dạng một pha. Rồi điện áp nó vào, tức là động cơ này được cấp nguồn từ cái bộ chỉnh lưu này và điện áp nó vào cho cái bộ chỉnh lưu này, đúng không? Đó, tức là từ nguồn xoay chiều là 230V 60 Hz. Giả sử điện cảm là đủ lớn để dòng điện là liên tục với mọi loại tải có moment được mức lớn 25%. Rồi thì cái ý chỗ này nó cũng không quá quan trọng ha. Thế là rất sao, bỏ qua tổn hao do chuyển động quay, tức là bỏ qua tổn hao do ma sát đó, tìm giá trị gốc kích các SCR để tốc độ động cơ là 1.000 vòng trên phút. Đó, ở các bạn xem thử cái bài này mình sẽ nhìn thế nào. Về các cái thông số động cơ thì bình thường, không? Đó. Tìm tốc độ và đề bài này là tìm giá trị gốc kích của SCR thì bạn thấy nó sẽ hơi khác một chút, đó. Bởi vì cái động cơ trong trường hợp này là động cơ này được điều khiển tốc độ và được điều khiển bởi một cái bộ chỉnh lưu này. Quan xem thử thầy tóm tắt và thầy vẽ cái hình này như thế nào ha. Rồi đây, quan xem thử. Động cơ DC cứ từ độc lập được điều khiển bằng bộ chỉnh lưu cầu một pha. Rồi thầy vẽ cái mặt điện đơn giản ở đây, thì vẽ cái phản ứng này. Quan vẽ, nếu mà vẽ đầy đủ thì vẽ thêm cái mặt kích từ ở đây nữa ha, kích từ độc lập. Thầy vẽ mặt nữa. Thì thay vì bây giờ các bạn hình dung là thay vì như các cái bài trên thì cái điện áp VT người ta cho là một thông số cụ thể cơ, như VT bằng 300V, à, từ một cái nguồn nào đó mình không quan tâm, à, tức là biết cái giá trị VT. Thì bây giờ trong trường hợp này là cho cái VT là được cung cấp bởi từ một cái bộ chỉnh lưu cầu SCR như thế này. À, mình thấy cái, đây là một cái hệ trong thực tế, đúng không? À, cái điện, cái bộ chỉnh lưu và bộ chỉnh lưu là dùng để cấp nguồn cho động cơ một chiều. À, vậy thì điện áp nó ra của bộ chỉnh lưu này sẽ là điện áp nó vào của cái động cơ, không? Mà điện áp bên ngoài đang có mưa to ha, bên nhà các bạn có mưa không? Chỗ các bạn có mưa không? Có thì mưa lớn luôn. Sấm chớp đùng đùng thôi, sợ lát nữa cấp điện. Bên chỗ thầy cũng đang sấm chớp đùng đùng, nên các bạn cũng nghe thấy cái tiếng sét vào máy đánh đó ha. Rồi thì điện áp nó ra của bộ chỉnh lưu bây giờ sẽ là cái điện áp nó vào của cái động cơ này, tức là dùng để cấp cho động cơ, thì đó chính là cái VT. Đó. Thì đề bài yêu cầu ở đây là gì các bạn? Không. Đề bài yêu cầu để tìm cái gốc kích alpha để động cơ hoạt động với cái tốc độ này. Không. Thì mình thấy đối với cái bộ chỉnh lưu này thì cái kiến thức này nó liên quan đến cái môn điện tử cũng sót thật. Nhưng bây giờ vấn đề chỉ là thay đổi gốc kích này của các SCR ở đây. Thì các bạn, nhưng mà thay đổi gốc kích ở đây thì sẽ thay đổi được cái gì các bạn? Thay đổi được cái điện áp nó ra. Vậy thì các bạn hình dung một cái bài này nó sẽ đơn giản là bây giờ là đây chính là cái gì các bạn? Điều khiển tốc độ, thay đổi tốc độ mà dùng cái bộ biến đổi công suất. Không? Ban đầu với cái điện áp là 220V thì nó động cơ là nó quay với cái tốc độ là 1.500 vòng trên phút. Đó, dòng phản ứng đó là như thế này. Nhưng bây giờ tốc độ động cơ là chỉ còn có 1.000 vòng trên phút thì hỏi cái VT này là bao nhiêu? Mình sẽ có cái công thức này, công thức cũ ở bên cái môn điện tử công suất các bạn đã gặp rồi, đó là điện áp có ra của cái bộ chỉnh lưu cầu một pha dùng SCR là có công thức như thế này. VL á, tức là trong cái môn điện tử công suất mình sẽ gọi nó là cái VL, nhưng mà ở đây cái VL nó sẽ là cái VT điện áp có vào của cái động cơ này, thì tức là bằng VT. Ở đây sẽ bằng là VM chia cho pi nhân với 1 cộng với cos alpha. À, 1 cộng cos alpha. Với VM đây là biên độ của điện áp có vào. À, từ cái nguồn có vào đây 230V và 60 Hz. 230V người ta có mở ngoặc ra, đây chính là cái RMS, tức là giá trị hiệu dụng. À, mà VM tức là trị biên độ, và thì trị biên độ sẽ là trị hiệu dụng nhân với căn hai. Đó, thầy nốt cái này ra. Vậy thì bây giờ các bạn thấy cái vấn đề là đi hỏi cái gốc kích
đó là gốc alpha đây. Được. Vậy thì muốn tìm được gốc alpha thì cái bước đầu tiên là phải tìm được cái beta. Vậy thì từ cái bài này các bạn chỉ hình dung đơn giản một cách là bây giờ là gì? Đi tìm VT để tốc độ động cơ là 1.000 vòng trên phút. Thay vì VT là định mức là 220V thì tốc độ là 1.500 vòng trên phút. Bây giờ giảm cái VT nó xuống để cho tốc độ còn là 1.000 vòng trên phút. À, thì cái bài toán của mình nó đơn giản trở lại như vậy thôi. Đó, thì đây là chế độ định mức của động cơ này. À, nhưng mà bây giờ mình điều khiển nó để chạy với 1.500 vòng trên phút thôi. À, 1.000 vòng trên phút rồi thì hỏi cái VT này là bao nhiêu, đúng chưa? Rồi vậy thì các bạn thấy mình sẽ phải quay lại cái phương trình là ở đây là để điều khiển tốc độ, rồi quay lại cái phương trình tổng quát là tốc độ. Rồi, phương trình tổng quát là tốc độ của động cơ, rồi, omega VT chia cà phê trừ đi RE chia cà phê nhân với IA, đúng chưa? Rồi vậy thì thầy sẽ viết lại hai cái phương trình này cho hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi định mức, tức là khi VT bằng V1 là ứng với cái trường hợp trên đây này. Đó. V2, trường hợp thứ hai là tốc độ khi nó bằng 1.000 vòng trên phút là trường hợp thứ hai. Mình sẽ đi tìm cái gì và tính cái gì. Đó. Thì dựa vào cái phương trình tổng quát như thế này. Vậy thì đối với trường hợp thứ nhất thì gọi là omega 1. Tức là cái trường hợp mà ứng với định mức đó 1.500 vòng trên phút đó thì VT lúc đó sẽ là VT 1. À, Kφ là liên quan đến cái hàm số của động cơ, đúng không? K là hàm số động cơ và phi là liên quan đến cái phần kích từ. Thì các bạn thấy ở đây là chắc chắn là Kφ nó sẽ không đổi. Tại vì sao? Vì cái cùng một cái động cơ này, à, nó chỉ đấu vào cái mẫu này thôi, không có liên quan gì đến thay đổi kích từ, không có liên quan gì đến thay đổi lại cái thiết kế động cơ. Do đó Kφ sẽ phải cố định. À, Kφ cố định. Rồi trừ đi RA chia cho Kφ nhân với IA1. RA cũng cố định luôn, biên trở phản ứng thì vẫn là cái động cơ này mà nó chỉ hoạt động ở chế độ trước, chế độ sau thôi, không có gì thay đổi. Vậy thì RA cũng là cố định. À, rồi IA1, à, thì mình đang tạm thời chưa biết là cái dòng điện chạy trong cái mặt này nó có thay đổi hay không, thì mình gọi là IA1. À, với IA1 đây là 11.6 đó các bạn, à, 11.6 ampe. Rồi các bạn xem ha. Vậy thì tóm gọn cái phương trình này. Cái phương trình này lại thì thầy thể hiện như thế này: VT1 trừ RA nhân IA1 chia cho cà phê. Rồi omega 2 là tốc độ lúc sau á là 1.000 vòng trên phút. Bây giờ nó tương tự như vậy, mình sẽ là VT2 chia cho RA, à, trừ RA nhân với IA2 chia cho cà phê. Còn đấy, còn thấy mục đích của thầy mình lập ra cái này, mục đích là gì? Để tìm cách là lập cái phân số và để triệt tiêu đi cái hàm số Kφ ấy mà. Không? Lý do vì sao? Vì đề bài không cho cái hàm số Kφ. Đó, cũng không cho moment. Không? Vậy thì các bạn thấy là đi tìm Kφ sẽ rất là khó. Vậy thì trong cái trường hợp này mình chỉ có đi mình tìm cách là triệt tiêu cái Kφ đi. Được. Rồi. Vậy thì các bạn thấy vấn đề là bây giờ nếu mình lập tỷ số omega 1 chia omega 2, omega 1 có rồi, omega 2 có rồi, VT1 có rồi. Cái mình đang cần đi tìm là VT2. À, RA không đổi, Kφ không đổi rồi, nó sẽ triệt tiêu đi. I1, IA1 và IA2. IA1 có rồi. Rồi. IA2 chưa biết. Vậy thì bạn thấy là vướng VT2 và IA2. Rồi. Vậy thì bạn xem là IA1 và IA2 nó như thế nào. Tức là cái dòng điện chạy trong phản ứng là có thay đổi hay không? Được. Thay đổi tốc độ nhưng có thay đổi cái dòng phản ứng hay không? Thì các bạn cùng xem ha. Rồi, để xác định cái IA1 và IA2 mình có là gì? TD, công thức tổng quát thì bằng Kφ nhân với IA. Mà ở đây đề bài cho là gì? À, xin lỗi các bạn, cái trong cái file dịch này của thầy là thì dịch thiếu mất một cái ý là giữ cho động cơ cái moment của nó không đổi ha. Trong cái file Word thì thầy sẽ update lại sau, nhưng mà cái file Word của thầy nó đang bị lỗi. Trong cái thầy nói ở đây luôn, tức là trong cái đề bài, tức là cái bài này là từ thầy dịch lại từ cái bài tiếng Anh, thì trong đó người ta có nói là cái moment được giữ cho không đổi. Đó. Thì các bạn hình dung là chỗ này.
điều khiển tốc độ ở đây là cái phương pháp, và đây là thay đổi tốc độ bằng cách là giảm cái VT và giữ nguyên các cái thành phần còn lại, Kphi không đổi, ERA không đổi, IA không đổi, à, tức là moment không đổi. Trong đề bài nó có thêm một câu là moment không đổi, à, giữ nguyên moment bằng định mức. Và moment bằng định mức thì tức là moment không thay đổi, Kphi cũng không đổi rồi, vậy thì suy ra IA cũng không đổi. IA không đổi vậy tức là IA1 bằng IA2 bằng 11.6 luôn. Đó. Giờ thầy mở lại cái bài tập đó cho các bạn xem ha. Thầy dịch nó từ cái bài tập chương 2. Thầy dịch nó từ các cái bài tập tiếng Anh này ha. Đó, cái bài 2.6 của các bạn. Rồi đây. Đề bài có yêu cầu nè. Đó. Đi tìm cái góc kích ha. Firing angle tức là cái góc kích góc alpha đó, để cái động cơ này có thể truyền động cho một cái phụ tải cơ khí tại cái tốc độ định mức ha. Rate of tại tốc độ định mức và tại cái moment định mức, xin lỗi, tại cái moment của cái moment định mức và tốc độ khi đó là 1.000 vòng trên phút. À, thì trong cái file ấy thì thầy đã có cập nhật lại rồi ha. File PDF của thầy chưa cập nhật được. Tức là tốc, tại moment ở đây là được giữ bằng định mức, moment không thay đổi. À, thì tức là khi moment không đổi, Kphi không đổi, vậy thì IA cũng là không đổi. Vậy thì IA1 bằng IA2. Thì IA1 bằng IA2 thì gọi chung đó bằng IA. Vậy lúc đó mình lập cái tỷ số này lên. Rồi. Lập cái tỷ số omega 1 chia omega 2, à, omega 1 chia omega 2 bằng VT1 trừ ERA IA, VT2 trừ ERA IA, IA không đổi, omega 1 chia omega 2 thì cũng bằng N1 chia N2, omega với N như nhau, vậy tức là 1.500 vòng trên phút, tức là 1.000 vòng trên phút, vậy thì cái tỷ số đó là còn là 1.5, rồi, vậy thì từ đây các bạn thấy sẽ tìm được cái VT, à, VT2, VT2. Vậy giải cái phương trình này sẽ tìm được cái VT2. Vậy thì cái VT2 lúc đó là theo như thầy tính, à, sẽ ra được là 138, 139 volt. À, thay vì ban đầu là 220 volt thì các bạn thấy bây giờ nó chỉ còn 139 volt. Tức để giảm cái VT đi. À, thì sau khi đến cái chỗ VT này rồi thì bình thường. À, vấn đề còn lại là đi xác định cái góc alpha, cũng đơn giản thôi. Quay lại công thức như nãy thầy trình bày ban đầu thôi. Đó. Thì cái bài này nó chỉ khó ở cái chỗ là nó liên quan đến công thức cũ thôi, một cái công thức cũ. À, thì hôm trước như thầy có nói với bạn là khi liên quan đến cái bài tập mà liên quan đến cái phần cũ thì thầy sẽ nhắc lại cho các bạn công thức ha. Rồi các bạn thấy đây là công thức đầu tiên là liên quan đến cái lưu cầu một pha, thì mình có công thức này. Có thể các bạn không cần nhớ cái nguyên lý hoạt động, nguyên tắc hoạt động của cái mặt điện này, à, mặt tiền lưu này. Các bạn còn nhớ không? Mặt tiền lưu cầu này các bạn còn nhớ không? À, chắc đơn giản ha. À, rồi, thì từ cái chỗ xác định được cái VT rồi thì quay lại đây xác định được cái góc alpha. Thì thay vào và giải phương trình thôi. Được không các bạn? Rồi. Liên quan đến bài này thì các bạn nào có câu hỏi gì không? Bài số 2.6 nè. À. Thầy nghĩ nếu mà câu hỏi cái bài này nếu mà để các bạn tự làm thì chắc cũng khó khó ha. Cũng là khó đấy. Đó. Nhưng mà các bạn thấy cái cách thầy phân tích, thầy dạy cho các bạn thì mọi việc nó rất là đơn giản hơn. À, thì các bạn cố gắng các bạn học được cái cách này. Được không? Mình đi tìm cái gì, viết cái đó ra, viết công thức của nó ra, thiếu chỗ nào, thiếu đại lượng nào, thiếu cái gì đi tìm cái đó, cứ lần lượt lên như vậy ha. Cái bài giảng của mình, bài giải của mình đó, nên các bạn hình dung nó giống như một cái mặt hoặc là giống như tờ giấy nháp cũng được, nhưng mà đừng có viết lần lần vào trong đó được rồi. Nháp nhưng không phải là nháp, đúng không? Đó. Thì các bạn cứ lần lượt ra như vậy giải ra. À.
hay là cái bài giải của mình như vậy. Rồi các bài còn lại như vậy là có 10 bài thì thầy đã giải cho các bạn 5 bài rồi ha. Còn 5 bài còn lại thì các bạn về nhà làm tiếp cho thầy. Thì các bài còn lại thì thầy nghĩ nó cũng không khó, cũng cơ bản như vậy. Ví dụ nhìn sơ qua nè, bài 2.7 động cơ kích từ song song đó. Rồi cũng cho các cái trường hợp khi động cơ hoạt động không tải dòng như này, và tìm cho các cái chế độ nó thôi. 2.7, 2.8 cũng vậy ha. Rồi bài 2.9 thì tương tự như bài 2.6 mình vừa mới làm, tức là bây giờ nó cũng được cấp nguồn từ cái bộ chỉnh lưu, nhưng mà lưu ý ở đây chỉ là bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ thôi, chứ không phải là bộ chỉnh lưu cầu một pha. Vậy thì vấn đề của bạn là bác xác định lại cái bộ chỉnh lưu cầu đó là cái gì, bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ này là bộ nào, công thức tính điện áp có ra nó là cái gì, nó có gì khác nhau thế này không đó. Rồi còn số 10 cũng vậy thôi, là 10 năm bài còn lại thì thầy nghĩ là cũng không khó. Rồi có bạn nào có câu hỏi, có gì cần trao đổi thêm không về cái phần bài tập? Khả năng là trong 1-2 tuần tới mình vẫn tiếp tục học bài tập các bạn ha. Chương 2 xong rồi đến chương 3 ha, chương 2 xong đến chương 3 đó. Thì để cho cái bài tập nó hiệu quả hơn thì các bạn cố gắng làm bài tập trước và thầy sẽ sửa sau. Thì như vậy là các bạn sẽ hình dung được cái mức độ khó dễ hơn nữa. Nếu còn thầy cung cấp cái bài giải như thế này và các bạn chưa xem trước thì mọi việc có vẻ nó dễ quá đúng không? Bài tập thấy có vẻ nó dễ quá. Nhưng mà các bạn thấy các bạn thử tự làm đi thì sẽ thấy được nó như thế nào. Rồi, các bạn nào có câu hỏi có gì cần trao đổi thêm không? Các bạn thấy cái cách thầy sửa bài tập và hướng dẫn bài tập cho các bạn như thế này có được không? Dạ được ạ. Dạ được ạ, quá chi tiết luôn thầy ạ. Dạ được ạ. Ok. Thì cố gắng cái là thầy sẽ, thì mình không học trực tiếp được, thì nếu làm trực tiếp thì thầy dạy từng bước ở trên lớp thì các bạn cũng sẽ theo kịp ha, và không thì cố gắng thầy sẽ dạy trước cho các bạn. Khả năng là thầy sẽ không dạy được hết tất cả các bài đâu ha. Những cái, đây là cái buổi đầu thì thầy giải định lượt như vậy, những cái buổi sau thì thầy sẽ lựa một số cái, một khi các bạn đã làm rồi thì sẽ lựa một số cái bài nào nó khó khó một chút thì thầy giải thôi ha. Rồi điểm danh một chút ha, lấy mạnh bảo rồi Phạm Đăng Bình nãy giờ cũng không thấy ha. Phạm Văn Cảnh. Dạ có ạ. Lê Minh Chiến. Dạ có. Nguyễn Đình Chiến. Phan Huy Trương. Dạ có. Dạ Nguyễn Đình Chiến có thế ạ. Dạ. Nguyễn Kim Cương. Bạn Kim Cương thấy nick này mà mới Kim Cương. Phạm Ngọc Đức. Dạ có. Nguyễn Nhất Duy. Dạ có. Nguyễn Văn Hải. Dạ có. Nguyễn Hữu Học. Dạ có. Lê Ngọc Hiền. Phạm Huỳnh Hiệp. Dạ có. La Văn Hiếu. Dạ có. Hồ Ngọc Hiếu. Dạ có này. Đặng Danh Hiệu. Dạ có. Đào Văn Hòa. Dạ có. Phan Công Hòa. Dạ có. Dạ thầy ơi, em Hiền có nha thầy. Lê Ngọc Hiền ha. Dạ đúng rồi thầy. Dạ. Bạn Nguyễn Kim Cương. Dạ có thầy. Phan Công Hòa. Nguyễn Trọng Hòa. Dạ có. Phan Đình Hoài. Dạ có ạ. Lý Minh Hoàng. Dạ có. Lê Quang Hưng. Dạ có. Trần Lê Quang Hưng. Lê Văn Huy. Dạ có. Nguyễn Lê Hoàng Huy.
Dạ có ạ. Nguyễn Nhật Huy. Dạ có ạ. Võ Nguyễn Duy Kha. Dạ có. Phạm Hoàng Kha. Dạ có. Lưu Đức Khải. Dạ có ạ. Hồ Nhật Khang. Dạ có. Trần Nguyễn Nhật Khang. Dạ có. Nguyễn Đăng Khoa. Dạ có. Trần Đăng Khoa. Dạ có. Nguyễn Đăng Khôi. Dạ có. Võ Trường Kỳ. Trần Quang Linh. Nguyễn Văn Lực. Dạ có. Nguyễn Đình Minh. Dạ có. Phan Sĩ Nam. Dạ có. Trần Công Nghị. Dạ có. Nguyễn Thanh Nhã. Dạ có. Đặng Minh Nhân. Phạm đó. Phạm Hồng Nhân. Dạ có ạ. Nguyễn Minh Nhất. Dạ có. Nguyễn Thị Yến Nhi. Dạ có ạ. Tô Văn Phát. Có ạ. Phạm Hồng Phú. Dạ có ạ. Huỳnh Thanh Phúc. Dạ có. Nguyễn Hoàng Phúc. Dạ có. Trần Minh Quân. Dạ có. Vũ Đình Sinh. Dạ có. Thiều Tấn Tá. Dạ có. Huỳnh Lê Hoàng Thái. Nguyễn Bá Thiên. Nguyễn Ngọc Thiệp. Dạ có. Dạ có thầy. Bạn nào với bạn nào á? Thiệp hay là Thiên? Dạ, Bá Thiên. Trần Đình Thụy. Dạ có thầy. Lê Minh Tiến. Dạ có thầy. Nguyễn Thanh Tiến. Thái Văn Tiến. Dạ có. Huỳnh Trung Tiến. Dạ có. Võ Trung Tiến. Dạ có. Đinh Địch Tinh. Dạ có thầy. Man Minh Cao Trịch. Dạ có. Lê Đình Trọng. Hoàng Việt Trung. Dạ có. Đào Xuân Trường. Dạ có. Lê Nhật Trường. Dạ có. Nguyễn Quốc Trưởng. Anh trưởng quán ta. Lâm Anh Tú. Lâm Anh Tú có. Dạ có. Nguyễn Anh Tú. Dạ có. Nguyễn Thị Bích Tuyền. Thầy ơi, Ngô Quốc Trưởng. Dạ ơi. Có. Bạn trưởng nói sao? Tuyền có ạ. Rồi rồi. Bạn trưởng đi đâu? Dạ. Phát nào. Đó không thấy phát biểu gì hết. Nguyễn Thị Bích Tuyền. Võ Khắc Vĩ. Dạ có. Nguyễn Đăng Việt. Dạ có. Trần Như Ý. Dạ có. Lê thầy Thị ơi, Ngô Quốc Trưởng có chưa? Có, thầy thấy rồi. Lê dạ, Yến có. Yến có. Rồi, có bạn nào có tên mà thầy chưa đọc không? Dạ, chẳng lên trên, điểm danh lại thầy. Rồi, trên lên lượt từng bạn đi. Dạ, Phạm Đăng Bình. Phạm Đăng Bình, rồi. Bạn nào nữa? Trần Quang Linh. Dạ, Võ Trường Kỳ. Võ Trường Kỳ, rồi. Trần Quang Linh ạ. Rồi, bạn nào nữa không? Đó. Ok, vậy thì nay tuần này mình sẽ kết thúc tại đây ha. Tuần sau mình vẫn học bình thường. Nếu mà tuần sau nữa thì mới là nghỉ lễ 30 tháng 4 đúng không? Bài lịch là tuần sau mình vẫn học bình thường, 23 tháng 4 vẫn học bình thường và đến 30. À. Khả năng tuần sau là khả năng
23 tuần sau mình sẽ nghỉ với bạn, tuần sau thầy có thầy có cái đi dự hội nghị rồi, thầy sẽ báo cái lịch nghỉ sau, thầy sẽ đăng ký cái lịch nghỉ sau, nhưng mà 23 thì tuần sau mình nghỉ với bạn, tuần sau thầy có cái lịch đi dự hội nghị và đến tuần 30 tháng 4 nữa mình cũng nghỉ, như vậy là phải đến mùng 7 tháng 5 mình mới gặp lại các bạn, tức là hai tuần tới các bạn được nghỉ. Tuy nhiên các bạn được nghỉ, bài tập thì vẫn cứ cứ tiếp tục ha. Thì hết cái tuần này đến 23 là cái bài tập, năm cái bài tập đó, và sau đó năm cái bài tập còn lại, và tiếp tục là tới đó thì thầy sẽ tiếp tục để đăng cái bài tập lên cho các bạn, mặc dù mình nghỉ nhưng mà các bạn vẫn cứ làm bài tập như bình thường. Được chưa các bạn? Dạ được ạ. Rồi, ok. Dạ. Rồi. Nếu các bạn không có rồi, nếu mà có cái gì không có câu hỏi gì thêm, trao đổi gì thêm thì hôm nay mình kết thúc tại đây nhé. Chào thầy ạ. Rồi, các bạn lưu ý là các cái bài tập đó là lấy điểm quá trình ha, nên các bạn là làm và nộp cho đúng hạn nhé. Dạ. Rồi, bạn không làm thì sẽ không có điểm ha. Rồi, rồi chào các bạn nha. Dạ chào thầy ạ. Vâng, chào thầy ạ. Rồi, chào các bạn. Em cho thầy ạ.